Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp của Trần Dân trên Youtube. Hôm nay Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn tập 206 Đại Kiếp Chủ, tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, nhóm dịch tiêu giao. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 979 Tấn công về Thái Hoàng Thiên Đợi 3.000 năm, ngươi chờ dài người này tới sao vậy? Trong ma tức vô tận, Phương Nguyên đứng đối diện với khuôn mặt lớn kia, thoạt nhìn dường như là thân hình của bọn họ trên lệch khá xa nhưng mà trước ký thế thì lại ngang nhau gương mặt lớn kia nhìn phương nguyên không biết trong mắt là trào phúng hay là cừu hận qua một hồi lâu mới có tiếng nói trầm ổn vang lên như là u linh dập dờn ở trong hư không có vẻ hơi ung dung dường như áp chế phương nguyên cũng không biết sao nghe hắn trong đầu của chúng tu thiên nguyên đều xuất hiện một áp lực không tên hoặc là nói cảm giác thấp kém trong tiếng nói kia không giống như là ngậm thần thông nào đó, chỉ là nghe vào tai tự nhiên có thể ảnh hưởng tâm thần người ta. Bọn họ đến rồi, đã đủ. Phương Nguyên trả lời rất bình tĩnh, rất khẳng định. Ừ, chuyện cười. Gương mặt kia bỗng nhiên cười gằn. Sau chữ cuối cùng gian lên, ở bên người nó bỗng nhiên có ma tức cuồn cuộn ập tới. Trong ma tức này, chứa một loại tà khí chí cao vô thượng nào đó. Loại tà khí kia tương tự như một thân hoàng quy của nữ đế cửu trùng thiên, chỉ là khủng bố hơn như là chúa tể của thiên địa vô tận này. Đã vượt qua cảnh giới ngôn xuất pháp tùy, trái tim hơi động thì có thể dẫn dắt dùng thế giới này, theo ý nghĩ của hắn đủ để trấn áp, vì lẽ đó tồn tại đối nghịch với hắn tuyệt đối không thể chạy trốn. Cảm ứng được loại sức mạnh này, cho dù là đông hoàng đạo chủ hay là mấy người chí tôn tà hoàng, tất cả đều biến sắc càng không cần nói tới đạo thống cùng với tiên quân thành tộc khắp nơi dưới khí tức này bọn họ thậm chí sinh ra suy nghĩ muốn áp sát đất quỳ lại nhưng cũng vào lúc này phương nguyên giơ tay trái lên giơ tay áo lớn ra thoạt nhìn cũng không giống đang dùng sức mạnh nào chỉ phất tay áo thôi đã có một luồng đạo ý hung hồn bốc lên cùng với tà khí của người kia từ trên xuống dưới một người từ dưới lên hai người đụng nhau lợi dụng chỗ trung tâm gia chạm đột nhiên quá thành trường lực vô hình khối tán xung quanh nhìn bằng mắt thường giống như là hư không bỗng nhiên bị chia làm hai nửa gương mặt lớn kia bỗng nhiên tan vỡ quá thành ma tức nồng nặc tản ra xung quanh thân hình của phương nguyên cũng chấn động bay về phía sau chúng tu vô tận của thiên nguyên lúc này trong lòng kinh hãi dương mắt lên nhìn trái tim chìm xuống sự mạnh mẽ của sức mạnh đó làm cho ma tức khắc ám vô tận xung quanh bị xua tan trong tầm nhìn của chúng tu thiên nguyên dần có một đại quân ma vật không nhìn thấy giới hạn hiện ra đúng lúc này pháp lực của tất cả mọi người cũng đã giống như bị đông lại bọn họ nhìn thấy ma vật đã không có cách nào dùng số lượng hoặc là cấp bậc nào đó để mà miêu tả nữa kia vốn có nhiều tầng trời chồng lên nhau tầng thấp nhất chính là ma vật vô tận số lượng chỉ có thể nói là vô cùng vô tận tu sĩ đến từ thiên nguyên số lượng đã nhiều vô cùng rồi nhưng mà so với đám ma vật, quả thật là không đáng nhắc tới. Tựa hồ như trên lệch một chén nước cùng hải dương. Còn ở trên cùng, từng con thiên ma đang dệt thành, quá thành một vùng mây liên tục nhúc nhích. Bên trên thiên ma là từng bóng người đang đứng chắp tay. Bọn họ có quá thành hình người, có người thì lại giống như là quỷ quái. Khí cơ trên người của mỗi người đều mạnh hơn so với thiên ma. Quan trọng hơn chính là từ trong ánh mắt của bọn họ rõ ràng có thể thấy được bọn họ đều có trí khôn nắm giữ linh tính của sinh linh bây giờ nhìn chúng tu thiên nguyên như là đang nhìn con mồi vậy còn trên đám người đó lại có một cái dương tọa màu đen phía trên chỉ có một người đang ngồi người này chính là gương mặt lớn ban nãy bay về phía sau rơi vào dương tọa rồi hóa thành một người dáng vẻ giống với gương mặt lớn kia nhưng mà lại có vẻ sinh động hơn nhiều lúc này Hắn xa xôi, tự tại, ngồi trên dương tọa màu đen. ánh mắt tựa như cười như không. Nhìn Phương Nguyên đầy hứng thú nói. Hình như ngươi đã tăng lên không ít, đã đạt tới đế cảnh chưa? Mấy người, đông hoàng đạo chủ ở phía sau đều khẽ nhíu mày, dường như không hiểu đế cảnh là gì. Ngươi có thể tới thử xem. Phương Nguyên thuận miệng trả lời, sau đó nhìn về phía người đang ngồi trên dương tọa nói. Còn ngươi thì sao? Đã đến đế cảnh chưa? ngàn dạng dặm hư không đều vắng vẻ, không có ai dám nói gì lúc này để phá vỡ sự yên tĩnh đó. Cũng may là đế hư nhanh chóng lại nở nụ cười lắc đầu nói. Chẳng qua có được đế cảnh hay không, kỳ thực cũng không quan trọng. Làm sao mà đánh vỡ thần quan này của ngươi mới là quan trọng nhất. Ngươi ở trước quan này đợi ba ngàn năm, ta cũng đã chuẩn bị ba ngàn năm. Bây giờ, ngươi đã chờ được người ngươi muốn chờ, ta cũng đã chuẩn bị xong của ta có lẽ thời điểm chân chính phần thắng bại của chúng ta đã tới rồi. Phương Nguyên chậm rãi khoanh hai tay nhìn hắn. Đế hư khe khẽ lắc đầu, giơ hai tay. Dường như có loại khí cơ nào đó phát ra, thiên địa bỗng nhiên rung lên một cái. Đó là bởi vì ma vật của hắn đang ngự lúc này đều xong về phía trước. Chỉ có mấy trăm trượng thôi, nhưng mà đại ma vật vô cùng vô tận đó, chỉ hơi động, mà lại tựa như là cả thiên địa rung chuyển. Trước thiên nhân quan chúng tu thiên nguyên lúc này không khỏi rung lên. Theo bản năng, người người lấy phá bảo ra, từng trận địa đón địch bày ra. Để hư nhìn thấy cảnh đó dường như rất vui vẻ, trong tiếng cười lớn mở bàn tay trái ra. Trong lòng bàn tay của hắn lại có một lá cờ nho nhỏ bay ra. Khi lá cờ bay lên không cũng biến thành càng lúc càng lớn. Chỉ thấy lá cờ kia mở rộng một màu ngầm đen như toàn bộ cờ đều do ma tức thuần túy nhất luyện thành mà bên trên lá cờ lại quấn quanh một loại đạo quẩn như là tơ nhện tung ra ngoài, xuyên qua toàn bộ 33 tầng trời. Ma vật che ngợp bầu trời, nhìn thấy lá cờ bỗng nhiên trở nên táo bạo hơn nhiều, giống như giả thú bị người ta xích cổ vậy. Sau khi lá cờ này xuất hiện, chư phương thiên địa ở xung quanh cũng cùng rung rẩy tỏa ram thanh khiến cho người ta rung động tâm hồn. Chỉ thấy trên dưới trái phải, chư phương thiên địa cùng nứt ra một cái lỗ lớn, từ trong cái lỗ kia ma vật tựa như là đàn ông cùng nhau dâng lên như là mây đen vô tận chậm chậm bay lên đang dệt với nhau che kín cả bầu trời trước mặt ma vật vô tận này thiên nhân quang hiển hách kia bỗng nhiên trở nên nhỏ bé chúng tu thiên nguyên hung hăng mà đến lúc này trong lòng lạnh lẽo đã có không biết bao nhiêu người dường mắt nhìn thiên địa vô cùng vô tận cùng với ma vật vô tận kia trong tròng mắt đều sinh ra một loại sợ hãi nào đó hùng tâm tráng trí ở ban đầu không còn sót lại chút gì khi mà ma vật này xuất hiện chỉ còn lại trái tim bị thiên địa ép tới không cách nào thở nổi người ở đây ba ngàn năm chắc đã quen rồi đế hư nhìn phương nguyên nhẹ nhàng cười nhưng mà ngươi vẫn đừng quên nơi này là ba mươi ba tầng trời hắn ngồi trên dương tọa màu đen chậm rãi giang tay ra nói nơi này là thế giới của ta sau đó hắn minh nhìn về phía bàn cờ kia tủm tỉm nói trước đây nhiều nhất ta cũng chỉ có thể sai khiến ma linh của ba phương thiên địa năm phương thiên địa tới tấn công ngươi nhưng mà trong ba ngàn năm này ta đã không nhàn rỗi ta đã luyện ra hồng mong kỳ ba mươi ba tầng trời thành kỳ vừa xuất hiện chư thiên ma linh đều nghe hiệu lệnh của ta thần quan này của ngươi có thể chặn một phương thiên địa ba phương thiên địa thậm chí mười phương thiên địa nhưng bây giờ ba mươi thiên đều tấn công ngươi không biết ngươi còn mấy phần chắc chắn tiếp tục thủ ở đây để mà bảo hộ nhân gian chứ đế hư nói không chỉ một mình phương nguyên nghe thấy tất cả sinh linh thiên nguyên đều nghe thấy tuy rằng bọn họ không hiểu lắm nhưng mà lúc này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt ý thức được một loại khủng bố nào đó phía sau trên thần quang bạch hổ và thanh long lúc này cũng đều thay đổi sắc mặt bọn họ rõ ràng hiểu được lời của đế hư nặng nề tới mức nào Lúc này, Lạc Phi Linh cũng thấp giọng tự nói, nhìn dáng vẻ thì lần này hắn quyết tâm đấy. Hoàng Sa lão quái tống lâu chút nghe xong lời này thì thân thể không khỏi rung lên. Cái cờ màu đen phấp phới ở trên không trung bay phần phật, còn chư thiên xung quanh ma vật vô tận cùng nhau trở nên táo bạo, dường như đã nổi điên, nhưng mà cố tình lại bị sức ép nào đó áp chế, khiến cho chúng không dám trực tiếp nhào tới mà chậm rãi áp sát rồi hình thành một áp lực không cách nào hình dung. Dường như một trái tim đang bị đè ép kịch liệt, tâm thần không khỏi co rút lại. Rất nhiều thần tướng hiểu bày binh bố trận lúc này, tâm thần càng căng thẳng. Bọn họ dĩ nhiên phát hiện ra ma vật của 33 tầng trời này đáng sợ dược xa so với ma vật thiên nguyên của bọn họ. Ma vật hung cuồng mọi người đều biết, nhưng ma vật cũng có điểm yếu riêng, đó chính là hỗn loạn tưng bừng từng người tự chiến. Trong đại chiến như vậy, hàng ngũ tiên quân của nhân tộc có thứ tự liền dễ dàng chiếm thượng phong. Nhưng hiện nay đã khác, đám ma vật này lại chịu trói buộc, không còn dáng vẻ hỗn loạn điên cuồng nữa. Đã như thế, nếu đại chiến thì nhân tộc sẽ không còn ưu thế nữa. Mà lúc áp lực đang không ngừng tăng cường, để hư vẫn chưa ngừng nói chuyện, hắn vẫn cười tủm tỉm, ánh mắt chỉ nhìn phương nguyên. Tiếng nói lại truyền khắp chư phương thiên địa gian vọng qua lại trong ma tức như chư thiên bát quan đồng thời mở miệng quan trọng hơn chính là nơi này là 33 tầng trời nơi này là thế giới ma tức vô tận ngươi mời những người này từ thiên nguyên tới cho dù là thật sự có mấy phần tác dụng thì sao có thể bù đắp được pháp lực của mình chứ chỉ dựa vào bản thân của bọn họ thì có thể chịu được bao lâu một câu nói này lập tức có không biết bao nhiêu tu sĩ thiên nguyên chịu âm ảnh tầng tầng trong tim Vấn đề này kỳ thực đã có rất nhiều người nghĩ đến rồi. Không biết có bao nhiêu tu sĩ thật sự cho rằng đi tới trước thiên nhân quan này, chỉ cần đánh cược tính mạng, đại chiến một trận, có thể cứu vớt sự nguy nan của thiên nguyên, thậm chí cứu vớt được 33 tầng trời. Nhưng mà khi họ chân chính, đối mặt với chư thiên ma vật, mới ý thức được mình thật sự nghĩ quá đơn giản rồi. Ma vật vô cùng vô tận, cho dù mặc cho bọn họ có giết, sợ là trong thời gian ngắn cũng không thể giết xong được, mà nếu đánh trong thời gian dài, một thân pháp lực của bọn họ làm sao mà chống lại sự tiêu hao được? càng có người từ vấn đề này mà nghĩ đến một điểm khác, phương nguyên trấn thủ thiên nhân quan ba ngàn năm làm sao mà bổ sung một thân pháp lực của mình chứ? vì lẽ đó người coi chính mình là hiểu triệu quần hùng nhân tộc đánh một trận với hồng mông ta, nhưng mà trên thực tế trái lại là người đã đưa hy vọng cuối cùng của văn minh nhân tộc vào tử lộ rồi. Sau trận chiến này, hoàng vũ vô tận sẽ không còn bất kỳ giận nào của nhân tộc người nữa. Tiếng nói của đế hư vang lên, đại kỳ màu đen đột nhiên bay lên chín tầng trời. Mà ý vô tận phát tán ra, chư thiên ma vật, đồng thời ngửa mặt lên trời hỏng lớn, đi xuống từ bốn phương tám hướng. Hầu như là trong nháy mắt, cả tòa thiên nhân quang cũng bị ma vật bao phủ. Nhanh, bay trận tử chiến thôi không biết có bao nhiêu tu sĩ tiên nguyên các bộ tiên quân thần tướng đều hét lớn sai quân bố thủ nhưng mà bất kỳ là ai cũng có thể nghe được bây giờ tâm thần của bọn họ đều đã rối loạn trong tiếng hét gian tiếng nói cũng trở nên run rẩy phàm là người có kiến thức thậm chí không cần có tu vị quá cao đều biết đế hư đang công tâm hắn chỉ dùng kế sách công tâm đơn giản nhất trước khi đại chiến trước tiên là làm rối loạn tâm của chúng tu thiên nguyên. Chỉ có điều càng là kế sách đơn giản, lúc này lại càng khó chơi. Bởi vì hiểu được đạo lý này thì thế nào? Cho dù là đạo tâm kiên định như là đông hoàng đạo chủ lúc này, cũng chỉ có thể làm cho đạo tâm của chính mình không bị ảnh hưởng, nhưng cũng không thể thay đổi được ý nghĩ của người khác. Để hư nói thật sự, hắn không bịa đặt hay là nói dối, hắn chỉ nói chuyện thực tế nhất ra mà thôi. Mà những sự thật đó bây giờ chính là hữu dụng nhất để mà ảnh hưởng tới một thần chiến ý của chúng tu thiên nguyên trận chiến này dường như còn chưa bắt đầu chúng tu thiên nguyên đã thua một nửa rồi nếu tiếp tục như vậy thiên nhân quan này có thể thủ đến bao giờ chứ lẽ nào khi mà thiên nhân quan thất thủ thì chính là lúc hy vọng cuối cùng của nhân tộc tuyệt diệt sao xung quanh đã bắt đầu hỗn loạn nhưng mà cũng có rất nhiều ánh mắt tập trung dỗ vã nhìn phương nguyên mà ở sau lưng của ma vật vô tận Đế hư vẫn án binh bất động, cũng đang dùng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn mặt Phương Nguyên. Người nói thật sự không sai. Phương Nguyên vẫn bắt chéo hai tay, đứng thẳng trong hư không. Trung quanh hắn tỏa ra một đạo quẩn, đương nhiên sẽ không làm cho ma vật bình thường gần người. Ở bên cạnh hắn được tạo thành một khoảng trống lớn, còn chính hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nhẹ nhìn về phía đế hư. Dù như thế nào, thiên nhân quan đều không thủ được, đủ để mà tuyệt diệt 33 tầng trời. Sức mạnh mà tiên đế cũng không thể ra sức phá diệt. Ta làm sao chỉ dùng thần quang mà ngăn trở được chứ? Đông Hoàng Đạo Chủ giơ tay lên trấn áp hai con thiên ma bên người. Trong mắt đã tỏa ra sự lo lắng vô tận. Nhưng con mắt của đế hư lại hơi phát sáng. Dường như không ngờ tới Phương Nguyên sẽ nói như vậy. Trong lời nói thật sự giống như đã đầu hàng. Nhưng mà Phương Nguyên nhanh chóng nói tiếp. Ai nói chúng ta muốn giữ, lông mày của đế hư không nhịn được mà hơi nhíu lại. Lúc này, Phương Nguyên ngẩng đầu lên, đáy mắt dường như là có vẻ hung hãn, thân hình khoáng bỗng nhiên bay lên cao cao, sức mạnh quanh người đẩy ra hư không vô tận. Thân hình khoáng lúc này đã lớn lên vô tận, áo bào rộng từ từ mở ra, đủ để che kín bầu trời. Mặt sáng ngời giống như vì sao, tiếng nói cũng gian vọng toàn bộ chiến trường, truyền vào đáy lòng của mỗi tu sĩ thiên nguyên. Một mình thủ thần quan ba ngàn năm, chúng ta không cần ai giúp đỡ mà dựa vào hy vọng. Ta nói bọn họ đến là đủ rồi, không cần phải nói chúng ta có thể chống lại sự phá diệt của 33 tầng trời. Mà chỉ là có một chút hy vọng này là đủ rồi. Khi hắn nói xong thì bàn tay đã liên tiếp đánh về phía thiên nhân quan. Thiên nhân quan được đế hư mơ ước ba ngàn năm, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn quỷ diệt bây giờ lại bị một trưởng của Phương Nguyên dỗ cho ầm ầm tàn dở. Thần quang cứng rắn, không thể phá dở, lại quá thành một vùng hỗn loạn, như là ngôi sao dập dờn trong tinh không vô tận. Cho dù là mấy người đông hoàng đạo chủ hay là đế hư ở phía xa, đều bỗng dưng đứng thẳng người lên. Đại chiến chưa bắt đầu, hắn đã tự mình phá hủy thần quang sao? Có hy vọng, chúng ta không cần thủ nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong lòng bàn tay của Phương Nguyên tỏa ra đạo quẩn vô tận trải rộng ra phía dưới. Đạo quẩn vô tận chậm rãi lưu chuyển làm cho thế giới tán loạn kia bắt đầu lần nữa đàn dệt pháp tắc, biến ảo từ một tòa thần quan quá thành một chiếc thuyền lớn vô cùng đột ngột xuất hiện trong vùng hư không này. Các loại tinh diệu chậm rãi hình thành, cực kỳ thần thánh, bao la khó tả bởi vì dù sao nó cũng đã biến ảo thành cả một thế giới. Người nói không sai, đây quả thật là tranh đấu vì khí giận cuối cùng của nhân tộc. Phương Nguyên đứng trên đầu thuyền, ánh mắt xuyên qua chiến trường vô tận, nhìn thẳng mặt đế hư, tiếng nói rung động chư thiên vô tận. Vì lẽ đó, cơ hội cuối cùng này của chúng ta sẽ không lãng phí ở việc phòng thủ. Chúng ta muốn tấn công. Tấn công về Thái Hoàng Thiên. Chương 980 Thuyền Đổ Thế Bàn tay trái chạm đất, Phương Nguyên biến thiên nhân quan thành một chiếc thuyền lớn, bàn tay phải là mạnh mẽ ấn về phía sau. Một lúc sau, đằng sau thiên nhân quan, lục đạo luân hồi đại trận được phương nguyên canh giữ 3.000 năm, đột nhiên xuất hiện một thân hình trong bóng tối, vô cùng lớn, chiếm cứ trên hư không. Đại trận đó lại bị sức mạnh của bản thân phương nguyên vận chuyển. Chỉ là vận chuyển lúc này khác với trước, hình thành một luồng sức mạnh nghịch lưu. Trước đó, lục đạo luân hồi đại trận vận chuyển đã mang ma tức vào trong thiên nguyên nhưng mà hiện giờ, Phương Nguyên khởi động đại trận lại hình thành một sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Dù số người đều nhìn thấy, sức mạnh giống như lưu quang trong nháy mắt đã vượt qua khoảng không vô tận, nhanh chóng tiến về phía Thiên Nguyên. Sinh linh Thiên Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này giống như thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào bên trong ma địa, nắm lấy một luồng đào tức nhanh chóng thu lại. Ô, đó là cho dù là tu sĩ của thiên nguyên đứng trước thiên nhân quan hay là sinh linh hồng mông do đế hư dẫn đầu đều nhìn thấy màn này bọn họ nhanh chóng biến sắc thất thành kêu lên chỉ dựa vào cảm ứng của bọn họ cũng biết hiện giờ phương nguyên đang làm chuyện gì ngàn vạn năm qua luôn đạo tức đầu tiên trên thế gian chính là hy vọng duy nhất cứu vớt sự tuyệt vọng vô tận này nhưng một tia hy vọng này vẫn được thiên nguyên bồi dưỡng chưa trưởng thành tới trình độ đủ mạnh lại bị Phương Nguyên dẫn lại đây. Lạc sư muội sách đèn giúp ta đi. Phương Nguyên nâng tay kéo thêm nhiều đạo tức lại đây, thấp giọng nói. Hắn biết trạng thái hiện giờ của mình không tiện khống chế luồng đạo tức này. Không chút do dự đưa cơ hội đó cho Lạc Phi Linh. Lạc Phi Linh cũng không nói nhiều, dội dàng phi thân lên. Phía sau xuất hiện hồng loan ảnh vô cùng lớn giống như quan ảnh thu nhỏ trong bóng tối vô tận hai tay của nàng mở rộng nhẹ nhàng nắm lấy luồng đạo tức kia bay xuống từ không trung ngồi xếp bằng chính giữa thuyền mệnh không ở thiên nguyên cho dù thế nào cũng đều thua lời nói của vương nguyên nặng nề giang lên nhưng mà mấy lời này cũng là nói cho chúng tu thiên nguyên nghe chỉ là năm mươi thiên đạo chạy đi đầu tiên cho nên vĩnh viễn không có tuyệt vọng thật sự giống như ma tức ở bên trong luồng đạo tức này đó chính là hy vọng của chúng ta chúng ta muốn bảo vệ cho dù là thiên nguyên và nhân gian không có hy vọng, duy nhất chỉ có cách này mới tìm được một con đường sống. Mà nay, ta mời các vị đạo hữu lên trời đấu một trận, chính là hy vọng các ngươi và ta cùng nhau đánh về phía Hoàng Thiên, trong một luồng đạo tức này vào bên trong đế trị. Khi nói tới đây, hai tay của hắn đã dùng lên, nhấc lên lục đạo luân hồi đại trận vô cùng lớn phía sau. Đại trận vô cùng lớn chiếm cứ một phương, dưới áp lực vô cùng ảo dịu tới cực điểm dần dần thu nhỏ lại hóa thành một quả hát cầu nho nhỏ trong bầu trời đêm vô tận sau đó nhẹ nhàng bay vào trong tay áo của hắn không một tiếng động thì ra ý tứ của hắn chính là nghe được lời nói của phương nguyên dù số chúng tu thiên nguyên đều hiểu rõ thì ra đây mới là mục đích của phương nguyên luôn đạo tức này đã bị bạch du luyện quá ở thiên nguyên nếu vẫn luôn được thiên nguyên bồi dưỡng đích thực sẽ có một ngày ma tức của cả thiên nguyên sẽ bị chuyển hóa, biến thành một tiên cảnh tràn ngập đạo tức mới. Có điều, trước khi 33 tầng trời tan biến, nhất định sẽ công kích thiên nguyên. Tới khi đó, cho dù là thiên nguyên quá thành tiên cảnh, cũng sẽ bị hỏng giống như 33 tầng trời lúc trước. Nếu thật sự muốn thay đổi thế cục, cũng chỉ có một cách. Đó là mang hy vọng này đặt vào bên trong đế trì Thái Hoàng Thiên, bắt đầu nghịch chuyển theo đế trì nơi đó ngọn nguồn của tất cả cũng là nơi thích hợp nhất để bồi dưỡng hy vọng. Phương Nguyên kêu gọi chúng ta lên trời đấu một trận không phải vì muốn bọn họ giúp đỡ mình bảo vệ thiên nhân quan. Bởi vì đúng như lời đế hư nói, không thể thủ được thiên nhân quan, sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ cho nên Phương Nguyên mời bọn họ đến chỉ vì một trận công phạt cuối cùng này. Tu sĩ thiên nguyên ở 33 tầng trời không thể đánh lâu dài. Pháp lực của hắn cũng không được bù đắp lại bởi vì nếu đánh lâu chắc hẳn sẽ chết. Mọi chuyện Phương Nguyên đã sớm dự đoán cho nên ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị tấn công. Pháp thuyền thành hình thật lớn, dách tường quy hoàng, pháp tắc đan xen giống như một thế giới. Phía trên thân thuyền có chữ viết tay tạo nên mấy chữ to, thuyền độ thế. Lúc này không vì bảo vệ thiên quan, chỉ vì một trận chiến độ thế thôi. Người có phản ứng sớm nhất chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Dận mệnh của bọn họ vốn đã sớm liên quan đến thiên nhân quan hiện giờ thiên nhân quan quá thành thuyền độ thế bọn họ cũng phải đi theo tới hơn nữa chinh chiến ba ngàn năm bọn họ đã sớm tâm ý tương thông với phương nguyên vào thời điểm này đều giọt vào trong thuyền độ thế một trái một phải canh giữ hai bên thuyền rít gào khắp nơi phía sau của bọn họ lão quy cổng chúng tu thiên nguyên đi tới 33 tầng trời tu luyện cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi nặng nề hít một tiếng thân hình to lớn đi trên thuyền độ thế bảo vệ phía sau chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn tiến đánh thái hoàng thiên sao lúc này thần sắc của đế hư khẽ thay đổi lạnh lùng hét lớn thân hình cao lên bên trong đáy mắt lộ ra một ánh mắt ngoan độc lạnh lùng những người này xem ngươi là người cứu thế nhưng mà bọn họ có biết ngươi đã vẫn chưa nói xong Hồng Mông Kỳ, 33 tầng trời khởi động, quay quanh người hắn, kéo theo vô số ma tức. Trong thiên địa, ma vật, thiên ma, vô cùng vô tận và sinh linh Hồng Mông đều lộ vẻ mặt dữ tận, đánh về phía thuyền độ thế. Mà thân hình của hắn không ngừng bay cao, hai tay dung ra, ngừng kết ma tức vô tận trên chín tầng trời, quá thành một trường mau màu đen. Trường mau này còn u ám hơn bóng đêm, trên thân quẩn quanh khí tức tuyệt vọng giống như là sự hắc ám trong bóng đêm cực hạn tới đỉnh điểm giống dĩ hắc ám chỉ biết cắn nuốt tất cả lúc này lại bị hắn luyện thành vũ khí đánh thẳng về phía thuyền độ thế không hình dung được một kích này cường đại đến thế nào đó là sức mạnh cực hạn mà thế nhân khó có thể tưởng tượng dưới trường mau thuyền độ thế do một thế giới quá thành lại yếu ớt giống như một con thuyền giấy lại không cần nói tới luồng đào tức ở phía trên thuyền đổ thế kia. Đó, quả thật là như mưa to rơi xuống đại dương mênh mông vậy, đáng thương như là ánh nến sắp tắt. Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị đón một kích vô cùng mạnh mẽ của đê hừ. Thân hình xông thẳng lên trời, khí cơ trên người đột nhiên xuất hiện biến đổi. vốn thuần khiết thiện lương đột nhiên lúc này lại xuất hiện tà khí vô tận. Dù số ma tức cuồn cuộn xung quanh tập trung lượng dòng trước người hắn, một thái cực đồ chiếm cứ hơn phân nửa hư không xuất hiện. Có điều thái cực đồ hiện tại đã hoàn toàn khác trước. Một nửa là quyền hoàng khí thuần túy, một nửa là ma tức tà ác vô cùng. Chính và tà vào lúc này lại phân biệt vô cùng rõ ràng. Chỉ với một thần thông lại như giảng giải hết tất cả đạo lý trong thiên hạ. Trường mâu màu đen và thái cực đồ chạm vào nhau dẫn phát ra cuồng triều vô tận. Dù số ma vật từ trên chín tầng trời lao xuống đều bị cuồng triều xé thành vô số mảnh nhỏ. Thuyền độ thế chấn động kịch liệt gần như bị xé rách. Nhưng một lúc sau lại dần ổn định yên ổn đứng trong hư không. Khí cơ trên người của hắn. Lúc này có tu sĩ thiên nguyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phương nguyên. Bao gồm đạo chủ Đông Hoàng Sơn và chí tôn Tà Hoàng ở bên trong đám người cũng cảm giác được khí cơ trên người phương nguyên thay đổi. Dù sao, hiện giờ tu vi của Vương Nguyên rất cao, vượt qua tưởng tượng của bọn họ cho nên bọn họ vẫn không thể nhìn thấu một số bí mật của Phương Nguyên lúc này. Nhưng hôm nay lại khác. Vì đỡ một kích mạnh mẽ của đế hư, hắn chỉ có thể để lộ tu vi thật sự. Điều này khiến cho bí mật ở trên người của hắn giống như tờ giấy trắng bị người đời nhìn thấy rõ ràng, tất nhiên không thể che giấu được nữa. Khó trách. Hắn có thể bảo vệ thiên quan 3.000 năm ở bên trong ma tức. Thì ra hắn đã... Nhanh chóng, trong lòng có lời giải cho vấn đề. Bản thân của Phương Nguyên ở trong ma tức ba ngàn năm ngày đêm chinh chiến làm sao có thể bổ sung pháp lực cho bản thân chứ? Đây là đáp án khiến cho lòng người sinh ra sợ hãi. Người bảo vệ thiên nguyên ba ngàn năm này nếu đã không phải là người như vậy hắn còn có thể đáng tin sao? Để hư ở phía xa chú ý tới biểu tình của tu sĩ thiên nguyên trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Người quả nhiên chính là chân tướng là chuyện kinh khủng nếu để mặc sự kinh khủng này lan tràn ra ngoài kết quả sẽ đáng sợ tới mức không cách nào hình dung mà phương nguyên ở giữa không trung cũng không rõ sau khi mình lộ ra khí cơ thật sự sẽ khiến cho chúng tu thiên nguyên suy nghĩ gì nhưng mà hắn cố tình biểu hiện cực kỳ bình tĩnh không hề quan tâm sau khi ngăn cản một kích của đế hư liền đi tới đầu thuyền hai tay chắp phía sau lưng tà khí quanh quẩn khắp người không chút che giấu bí mật hắn đã chuyển sinh. Thậm chí dường như hắn không quan tâm tới việc chúng tu thiên nguyên có đi lên chiến thuyền hay không. Phương Nguyên Sư Huynh, ta sẽ theo ngươi đánh một trận. Nhưng trong lúc tình thế hỗn loạn, lòng người nhộn nhạo thì có gian lên một tiếng hét. Chỉ thấy xung quanh pháp thuyền, tràn ngập gió tuyết, một tiên nữ tóc trắng của dông Nguyên Thành phi thân đi lên thuyền độ thế. Xoay người, đánh tới, một đám ma vật đang muốn bổ nhào vào thuyền độ thế bị gió tuyết của nàng cắt thành từng mảnh nhỏ như con bướm màu đen tung bay giữa không trung nàng giống là một trong số những người có tu di cao nhất thiên nguyên cũng là một trong số mấy người phát hiện vấn đề trên người của vương nguyên sớm nhất nhưng mà nàng dường như cái gì cũng không thấy là người đầu tiên lên thuyền mà bên cạnh pháp thuyền chợt có một luồng đạo khí đáng sợ đánh tới chém mấy trăm cô thiên ma dây quanh pháp thuyền thành mảnh nhỏ sau đó, thân hình to lớn của quan ngạo theo sát xông lên pháp thuyền, dùng đao khắp nơi bảo vệ khu vực này. Trên mặt của hắn không chút chần chừ, giống như việc đi lên pháp thuyền là một chuyện đương nhiên. Nếu không phải hắn đứng cách xa thì sẽ là người đầu tiên lên pháp thuyền. Theo sát phía sau chính là dân châu và Đổng tu nhi của bác quan thành. Bọn họ vội vàng xông lên pháp thuyền thi triển thần thông hộ pháp. Đối với bọn họ, họ chỉ đi theo sư phụ của mình chúng ta mà ở cách đó không xa nữ đế cửu trùng thiên cùng với bạch hồ kiếm thủ liếc mắt nhìn nhau thân niệm kích động sau khi chuyển sang kiếp khác đạo tâm bị ăn mòn tính tình tất nhiên sẽ thay đổi lớn bạch hồ kiếm thủ dùng kiếm chém một đám ma vật xung quanh trầm giọng nói nhưng nếu thế gian chỉ có một người khiến cho ta tin tưởng cho dù đã chuyển sang kiếp khác đạo tâm vẫn không thay đổi đó chính là tên họ phương này cho nên ta đương nhiên muốn lên thuyền, đấu một trận. Khi nói tới đây, quanh người của hắn kiếm ý xoay tròn, phóng về phía thuyền độ thế. Dòng dài, nữ đế cửu trùng thiên trừng mắt nhìn bạch hồ kiếm thủ, nhanh chóng giọt về phía thuyền độ thế. Lúc này thật giống như cuộc thi, ai có thể lên thuyền nhanh hơn? Hả? Từ xa, đế hư nhìn thấy màn này cũng có chút bối rối, khẽ nhíu mày. Nhưng mà vào lúc này, đạo chủ Đông Hoàng Sơn đã hạ quyết tâm, bỗng nhiên Đạo dân lưu chuyển quanh người Trăm giọng hét lớn Phương Nguyên đạo hữu Vì bảo vệ thiên nguyên Không tiếc dùng thân nhập ma Công đức này có thể chiếu sáng trời cao nhật nguyệt Vì vận mệnh của thiên nguyên hôm nay Ta nguyện ý trợ giúp ngươi Trong trận chiến này Nghịch chuyển hồng mông Công đánh càng khôn Muôn đời truyền lưu đều dựa vào lúc này Giọng của hắn truyền khắp nơi Chui vào trong tay vô số tu sĩ thiên nguyên Trên phương diện nào đó Khác với phương nguyên phương nguyên bảo vệ thiên quan ba ngàn năm dường như đã bị hậu bối của thiên nguyên quên lãng nhưng mà đạo chủ đông hoàng sơn vẫn là người đứng đầu thiên nguyên là sự tin cậy sâu sắc của tu sĩ thiên nguyên bởi vậy sau khi hắn nói ra câu này liền giống như một lời dẫn mở ra nội tâm cho vô số tu sĩ thiên nguyên lời nói cũng phân ra nhiều loại cùng là một chuyện nhưng mà lời nói khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau vừa rồi tu sĩ thiên nguyên phát hiện khí cơ trên người của phương nguyên khác thường liền sinh ra nghi ngờ. Sau khi nghe câu nói của đạo chủ Đông Hoàng Sơn lại biến thành khâm phục vô tận. Nhìn thấy đạo chủ Đông Hoàng Sơn vừa nói xong đã phi thân tiến về phía thuyền độ thế. Những người khác cũng không quản nhiều nữa. Đám người vỗ vàng tiến về phía thuyền độ thế. Đại quân thiên ma, yêu quân yêu dực, tiên quân bác quan thành, long hồn thế gia, đại tu quá thần, binh mã thánh địa, đạo thống các nơi, trung châu thế gia và đại quân thần tộc cuối cùng đều phi thân tiến về thuyền độ thế không phải là tất cả bọn họ đều tin tưởng phương nguyên chỉ là tới lúc này đã thành đại cục cho dù trong lòng còn nghi ngờ dưới đại thế này cũng không có sự lựa chọn nào khác chung quanh thuyền độ thế hoặc là nói phía trước thiên nhân quan có một u linh ẩn nấp 3.000 năm đang nhìn thế lực các phương sau khi phát hiện phương nguyên là người chuyển sinh những người kia cũng dứt khoát lên thuyền độ thế vì bảo vệ thiên nguyên không tiếc nhập ma chuyển sinh. Cuối cùng, Chí Tôn Tà Hoàng nhìn thấy một màn này liền cười lạnh thấp giọng nói. Tới lúc này, ta thật sự có chút bội phục ngươi rồi. Dứt lời, hắn phi thân lên thuyền đổ thế. Phương Nguyên đứng trên đầu thuyền, thân sắc không chút thay đổi nhìn chúng tu thiên nguyên tiến lên thuyền. Dường như mọi thứ là chuyện đương nhiên, cũng không đáng để vui sướng, cũng không phải để chứng minh cái gì. Hai tay của hắn rung lên, thuyền đủ thế to lớn âm âm rung động tiến về phía bóng tối vô tận trên bầu trời trên thuyền hai tay lạc phi linh nâng một luồng đạo tức mỏng manh thân sắc yên lặng khóe miệng mỉm cười chương 981 trăm vì sao chiến si tâm vọng tưởng thuyền độ thế to lớn âm âm rung động tiến thẳng về phía trước phá tan ma tức vô tận khí cơ đạo thống và tu sĩ thiên nguyên giống như đuốc châm lửa đốt trời sắc mặt của đế hư trong bóng tối cũng trở nên xanh mét. Nhưng mà dựa ngoài dự kiến của mọi người, dường như hắn không quá phẫn nộ, giống như sự lỗ mãn và bừa bãi lúc trước chỉ là giả bộ. Nhìn thấy không thể làm dao động tâm của chúng tu thiên nguyên, lúc này lại trở nên bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, sau đó chậm rãi, nắm chặt tay trong bóng đêm dày đặc. Tiếng động như hải triều đánh vào bờ, có vẻ vô cùng kinh tâm động phách trong bóng tối vô tận hồng mong kỳ trong 33 tầng trời tăng giọt, khí cơ khởi động tới cực điểm. Mà bên trong bóng tối vô tận kia, dù số hắc ám ma vật phô thiên cái địa cũng cuồng bạo vô cùng. Từng nhóm một đánh về phía pháp thuyền. Một khắc tuyệt vọng không cách nào hình dung, ma tức vô tận che khuất pháp thuyền. Tâm mắt nhìn về phía đám ma vật, phải mất một ngày mới có thể đi vào chỗ trống ít ma vật hơn. Có thể thấy được nơi này rất nhiều ma vật, vô cùng hỗn loạn mà bên trong ma vật vô tận cũng có thiên ma biến ảo vô cùng trộn lẫn, biến hóa thành các hình dạng khác nhau mỗi lúc, cắn nuốt về phía pháp thuyền. Bên trong thiên ma vô tận này còn có hồng mông sinh linh bên người đế hư. Bọn họ đều có linh tính, mang theo kiếm một khe hở bên trong không trung. Chăm chú, nhìn pháp thuyền, mang theo hy vọng cuối cùng của thiên nguyên, cũng đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ của mình. Kế hoạch của phương nguyên chắc chắn không có vấn đề gì chúng tu thiên nguyên cũng thể hiện ra thái độ rõ ràng, không hề bị đế hư làm ảnh hưởng đạo tâm. Đây giống là con đường duy nhất, nhưng con đường này vô cùng gian nan, khó tới mức khiến cho người ta nhìn không thấy hy vọng. Giống như người trên thuyền độ thế lúc này không thể xuyên thấu qua ma vật dày đặc kia để mà nhìn thấy ánh mặt trời. Bảo vệ thuyền, tử chiến thôi. Phía trên thuyền độ thế, cho dù tuyệt vọng cũng có người thể hiện dũng khí. Lúc này tất cả thần tướng bác quan thành đều dẫn đầu bảo vệ trên các vị trí máu chốt của thuyền độ thế, cầm tiên kỳ trong tay, quát lớn lên một tiếng. Thần tướng bác quan thành đứng ở khắp nơi trên thuyền, cầm tiên mau ở trong tay chém giết về phía ma vật. Từng đợt quái vật hung ác, điên cuồng đánh úp lại. Không ngừng, sẽ rách tiên binh, nổi lên trên mạng thuyền, lôi bọn họ vào trong bóng tối. Nhưng mà những tiên quân phía sau lại lập tức bổ sung đi lên, không để cho pháp thuyền xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Giết! Bảo vệ phía trước thuyền độ thế chính là thiên ma tôn đại tự tại quan ngạo thống lĩnh thiên ma quân. Bọn họ đều lấy ra ma bảo đặt trong ngực bay lên giữa không trung, tung hoành càng quét ma vật từ giữa không trung rời xuống. Những nơi đi qua đều xuất hiện ma quang quyết tinh văn tung tóe. Khác với tiên đạo, sức mạnh của bọn họ mang theo tà khí không cách nào hình dung nhưng mà vào lúc này bên trong tà khí vẫn hiển lộ ra sự uy nghiêm đáng kinh ngạc. Cho dù khí cơ của bọn họ là tà, nhưng mà lúc này biểu tình vẫn là hiên ngang lẫm liệt, không khác gì tiên đạo. Một ngày, long hồn rơi vào ngô tộc. Phía sau có thể thấy long hồn tung hoành, giống như đàn long bay múa ngẫu hứng, xé rách tất cả ma vật tới gần thuyền độ thế. Thế gia tu hành cùng với thiên kiêu đều kế thừa long hồn, có vài người trong số bọn họ không nhớ rõ làm sao gọi ra long hồn nhưng mà điều đó không thể ngăn cản bọn họ dùng mạng sống để mà che chở thuyền độ thế hơn nữa cũng không biết có phải vì trận chiến này hay không ngay cả long hồn đã sớm không còn linh tính cũng thức tỉnh vào lúc này bọn chúng tung hoành bay lượn trên không trung dương nanh múa vuốt chiến ý ngập tràn giống như thức tỉnh tâm huyết ở sâu trong linh hồn thế gia trung châu chưa từng bị tụt hẩu sao ở một bên khác thế giới liên minh Trung Châu liền xuất hiện ra quyết khí và nội tình trước nay chưa từng có. Bọn họ đều tự chiếm cứ một chỗ, bày ra các loại thần thông giống như cái đinh cố định trên thuyền. Bọn họ không chiếm nhiều diện tích, chỉ cứng rắn bảo vệ chỗ của chính mình, cũng không chịu quá nhiều trách nhiệm, chỉ là việc mình nên gánh giác, vẫn không hề có chút trốn tránh. Phía sau đó chính là đại quân yêu dực. Bọn họ đi tới 33 tầng trời bị tàn phá này, cả người đều giống như mơ, căn bản không giống tu sĩ tiên đạo biết mình tới để làm gì lại biết vì sao phải làm vậy bọn họ cũng có ưu thế của chính mình chỉ biết liều mạng quản hắn làm cái gì nên làm gì thì làm cái đó trước mắt có ma vật giọt tới nếu người khác đều đang chém giết bọn ta còn chờ cái gì nữa giết bởi vậy thoạt nhìn bên phía đại quân yêu giật lại vô cùng náo nhiệt càng có thêm nhiều ma vật điên cuồng hung ác giọt về phía trên pháp thuyền bọn họ càng hung hăng, từng người la hét, một số kẻ trên người trần trụi cũng có người biến thành bán yêu, đánh thẳng về phía ma vật vô tận. Những người khác đều đang ngên chiến phía trên pháp thuyền, bọn họ chiến ý xung thiên, trực tiếp bổ nhào xuống dưới pháp thuyền. Sau khi chém giết ma vật vô tận, khi chém một con ma vật cuối cùng thành từng mảnh nhỏ, quay đầu nhìn lại thì mẹ nó, thuyền đâu? Sao sao không đợi ta? so với bọn hắn đại quân thần tộc lại có vẻ trầm mặc hơn tâm tư của bọn họ vô cùng phức tạp cũng suy nghĩ nhiều nhất ít tin tưởng phương nguyên nhất thậm chí là có ý thù địch nhưng mà hôm nay đi lên thuyền độ thế bọn họ cũng không có cách nào khác chỉ bảo vệ một chỗ trên pháp thuyền mở ra đại thiên la kỳ vô cùng lớn để mà ngăn cản từng tầng ma vật nhưng cho dù đại thiên la kỳ tốt vẫn không thể bảo vệ mọi nơi trên thuyền độ thế cho nên khi đám ma giật giọt tới bên trong đám người bọn họ, tướng sĩ thần tộc cũng chỉ có thể cắn răng ngăn cản. Thiên ngoại đã bị quỷ, thiên nguyên cũng sắp bị quỷ. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn không có cơ hội lựa chọn vận mệnh cho chính mình rồi. Nhưng mà cho dù thế nào vẫn có một vài chuyện có thể xác định rõ. Bất kể trong tình huống nào chúng ta đều phải lựa chọn sống sót, liều mạng sống sót. Thuyền độ thế xuyên qua hắc ám khó khăn tiến về phía trước. Trên chuyến thuyền mang theo hy vọng duy nhất, cũng mang theo giết chóc vô tận. Hiện giờ, Phương Nguyên lại khoanh tay đứng trên đầu thuyền, ánh mắt nhìn về hư không phía trước, không quan tâm tới giết chóc và tử vong phía sau. Hiện giờ, vận mệnh của pháp thuyền sau lưng hắn đều giao cho những người khác. Việc duy nhất hắn có thể làm chính là nhìn chầm chầm người trong bóng tối kia. Mà chúng tu thiên nguyên cũng không khiến cho hắn thất vọng một cuộc tranh đoạt giận mệnh trước nay chưa từng có, cũng là cuộc chiến giận mệnh không hồi kết thúc. Thời điểm này, mỗi người đều đứng trên vị trí của mình nên đứng. Phía trước thuyền độ thế có vô số ma vật dũng mãnh tiến tới. Bọn chúng chồng chất thành biển ở phía trước pháp thuyền khiến cho thuyền độ thế vô cùng lớn này như bị hãm trong sông băng, không thể đi tới. Cho dù sức mạnh của thuyền độ thế có cường thịnh hơn nữa, nhưng mà bốn phương tám hướng đã bị ma vật ngăn cản, không thể tiếp tục chạy về phía trước. Cách vị đồng bào đã tới lúc chúng ta phải hiến thân rồi. Một thần tướng ma biên không biết tên nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt tỏ vẻ dứt khoát. Hai tay của hắn nắm chặt thần thương rống to một tiếng, dẫn đầu nhảy xuống pháp thuyền, trực tiếp dọt vào trong đám ma vật dây quanh mạng thuyền để mà điên cuồng chém giết, dùng hết khí lực của toàn thân chém nát ma vật tới gần mình. Phía trên pháp thuyền, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều đỏ hốc mắt. Có người âm thầm cắn răng nhảy xuống theo. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Vô số tiên quân ma biên nhảy khỏi pháp thuyền dùng thân để mà đi thanh trừ ma vật bao quanh. Dẫn mệnh của bọn họ đã được định sẵn từ khi nhảy xuống khỏi pháp thuyền nhưng không ai hối hận. Pháp thuyền vô cùng to lớn, khó khăn đi về phía trước trong thi hài quyết nhục của ma vật và tiên quân ma biên nhưng mà xung quanh có vô số ma tức và ma vật mãnh liệt kéo tới che lấp thiên địa trên không là một nơi khó bảo vệ nhất vì thế vào thời điểm này trận sư dịch lâu tạo thành một đội giọt tới giữa không trung thi triển tu vi trận đạo tạo ra vô số trận kỳ bao phủ pháp thuyền che chở trên không nhưng pháp trận bày ra trong lúc cấp thiết chỉ có thể bảo vệ trên không trung của pháp thuyền không thể bảo vệ bản thân của bọn họ có vô số người Bị ma vật bay trên trời bắt lấy, xé thành mảnh nhỏ, máu tươi đầm đìa rơi xuống giống như mưa to. Mỗi khi có một trận sư ngã xuống, lập tức có thêm nhiều trận sư tiến lên giữa không trung, bọn họ bày ra thêm nhiều trận kỳ bảo hộ pháp thuyền vô cùng tốt. Từng trận sư chết đi, nhưng mà đại trận càng lúc càng xuất hiện đầy đủ hơn trên không trung của pháp thuyền. Bọn ma vật nhảy nhép, đến đây đi. Một lão tu tóc bạc trắng cầm đại đao trong tay liêu chết chém giết vô số ma vật khắp người đều là vết thương đẫm máu bên người hắn có một người trẻ tuổi có vẻ non nớt ôm cánh tay của hắn khóc ròng nói lão tổ giống gì chúng ta có thể yên ổn tránh ở thiên nguyên hưởng thụ thế giới thanh tịnh kia mà vì sao mà chạy tới nơi tuyệt vọng thế này để mà liều mạng chứ vì sao mà chúng ta phải chiến đấu lão tu đầu bạc cắm đao trên mặt đất trầm giọng hét lớn nói vì sao mà chiến thì quả thật các người. Sau đó, hắn hung hăng nhìn về phía thanh niên kia. Ta chỉ hỏi ngươi, một trận chiến này, ngươi muốn chạy trốn sao? Người thanh niên cứng rắn, lau sạch nước mắt trên mặt, nắm chặt đau trong tay. Chình chiến và chém giết vô tận giống như pháo hoa nở rộng xung quanh pháp thuyền. Bất kể thần thông quyết lệ cỡ nào, võ pháp tinh diệu cỡ nào, chém giết đều là một thứ xấu xí. Phương Nguyên đứng ở trên đầu thuyền, hai tay nắm chặt ở phía sau, dần dần siết chặt. Đã gặp vô số người có tâm hồn đáng ghê tởm, nhưng mà ít nhất, vào lúc này, khắc này, hắn lại cảm thấy lòng người vô cùng tốt đẹp. Chương 982 Khi chiến trường nổi danh Thuyền độ thế mang theo hy vọng và chết chóc gian nan chạy về phía bóng đêm vô tận. Tốc độ rất chậm nhưng mà vẫn không dừng lại. Cao thấp trái phải, bốn phía bát quan, ma vật vô cùng vô tận đánh sâu vào, giống như biển rộng màu đen bao phủ thuyền độ thế. Trên thuyền lúc nào cũng tràn ngập quý khí vô tận, giống như quang mang quả diễm sẽ rách từng tầng hắc ám. Không ai biết rốt cuộc bên trong mây đen kia có bao nhiêu thiên ma. Cho dù có bao nhiêu thiên ma, hiện giờ cũng chỉ có thể chống đỡ thôi. Trên thuyền độ thế, vô số tu sĩ đều theo lệnh phi thẳng lên thuyền nên đón đám mây thiên ma ở giữa không trung những tu sĩ đó đều là người thành danh đã lâu trên thiên nguyên đại đa số đều đã quá thần bọn họ không thể dễ dàng để cho thiên ma hạ xuống trên thuyền độ thế để mà chém giết chỉ có thể ngăn cản bên ngoài thuyền đời đời tu sĩ thiên nguyên đều xem việc tiêu diệt thiên ma là vinh quang tông chủ thanh dương tông lục thanh quang dẫn đầu tứ đại trưởng lão phi thân nên đón đám mây đen bao phục phiêu lãng khắp nơi pháp lực quấn quanh lôi điện giống như sương mù đánh thẳng về phía đám mây đen ở giữa không trung thời điểm pháp lực sắp đụng vào trong đám mây đám mây đen kia đột nhiên chủ động mở ra quá thành bảy tám con thiên ma hăng hái phi tới gần bọn họ thanh dương của ta có vài phần trách nhiệm để xem thử hôm nay chúng ta có thể tiêu diệt mấy con thiên ma thanh dương tông chủ lục thanh quang trăm giọng quá khẽ hai tay đưa ra một đám sương mù màu, màu xanh đánh thẳng về phía hai con thiên ma. Pháp lực và thiên ma đụng vào nhau, chỉ thấy hai con thiên ma kia giống như hai luồng lốc xoáy lớn cắn nuốt sức mạnh của hắn. Trái tim lục thanh quang căng thẳng, biết được sự lợi hại của thiên ma khiến tâm thần trở nên căng thẳng. Mảnh vải đen vẫn che trên hai mắt, bỗng nhiên chủ động bay ra ngoài. Thời điểm hai mắt của hắn mở ra lại trở nên sâu không lường được, giống như hai cái giếng cổ sâu thâm thẳm sâu bên trong tản ra hàng ý dày đặc, ánh mắt mang theo ý tứ thấu hiểu căn nguyên thiên địa, thẳng tắp rơi xuống trên người hai con thiên ma. Theo lẽ thường, thiên ma vốn dĩ không phải thứ tu sĩ quá thần có thể đối phó. Bản thân ghi chép về tu sĩ quá thần chém giết thiên ma vô cùng hiếm thấy trong ghi chép về các lần đại kiếp nạn ở Thiên Nguyên. Đại đa số thiên ma đều do tu sĩ đại thừa chém giết hơn nữa cho dù là tu sĩ đại thừa chém giết thiên ma cũng phải trả cái giá vô cùng lớn lục thanh quang vừa ra tay liền phát hiện thần thông vô dụng với thiên ma bởi vậy hắn cũng không chút khách khí liền thi triển ra con bài chưa là cuối cùng của mình một đôi mắt lạnh lẽo mở ra lạnh lùng nhìn lại pháp tắc cùng quỷ tích giao thoa trong cơ thể hai thiên ma lập tức xuất hiện trong mắt của hắn trong khoảnh khắc này hắn cắn chặt khớp hàm để mặc hai con thiên ma kia cắn nuốt pháp lực của mình. Hắn không chỉ không dễ dụa, ngược lại mượn cơ hội giọt thẳng về phía hai thiên ma, lôi điện quẩn quanh khắp nơi khiến cho hắn giống như một chiến thần. Hắn vượt qua hai con thiên ma kia, thân hình trở nên căng cứng. Nhưng chỉ là một chuyện đơn giản như vậy lại khiến thân thể của hắn dường như ngã xuống. Trên thân hiện lên vết máu đỏ thẫm pháp tắc thiên ma dường như hoàn toàn quỷ diệt pháp tắc trong thân thể của hắn nặng hơn một chút kết quả chờ đợi hắn chính là thân thể hoàn toàn vỡ nát quá thành tro bụi nhưng mà dù sao hắn cũng tốt hơn đã nhìn thấu căn nguyên thiên ma từ trước thiên ma lướt qua người của hắn thân hình không ngừng biến hóa trong không trung cuối cùng bầm một tiếng nổ tung quá thành từng luồng ma tức nhẹ nhẹ xông thẳng vào trong hư không cũng may đã chuẩn bị tốt Lục Thanh Quang thở dốc mây hơi, sau đó lại xuất ra pháp lực tiếp tục đánh về phía thiên ma khác. Không thể không nói, cho dù là tu vi hiện giờ của hắn cũng phải chịu sự hung hiểm cực kỳ khi mình nên chiến với thiên ma. Nhưng tốt xấu gì, thiên nguyên cũng đã chuẩn bị tốt. Ngay từ khi toàn bộ kiếp nguyên bắt đầu, đạo chủ Đông Hoàng Sơn đã muốn bắt giữ thiên ma, nghiên cứu bọn chúng, hơn nữa công bố ra điển tịch tương ứng. Bởi vậy đạo chủ Úc lão, cảnh giới quá thần khắp nơi trong thiên nguyên đều sớm đã chuẩn bị tốt để giao chiến với thiên ma. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều nghiên cứu ra một vài thủ đoạn chờ đợi trận chiến này. Hiện giờ, lục thanh quan cũng là như thế. Mọi người đều biết, tông chủ Thanh Dương Tông che hai mắt là để lại thần thông pháp môn nào đó, không để cho người khác biết được. Cũng rất ít người biết pháp môn hắn che giấu là để cho thiên ma. Với tư cách là thanh dương tông chủ, nếu chỉ nghĩ việc đối phó với địch thủ ở nhân tộc thì quá thật là suy nghĩ có phần nông cạn. Lục Thanh Quang chấp trưởng thanh dương tông hơn 2.000 năm, mang theo thanh dương tông từng bước càng thêm cường đại là nhờ vào suy nghĩ và khí phách của hắn. Cảnh tượng giống như thế cũng lần lượt hiện ra khắp nơi trong hư không. Nơi hấp dẫn nhất chính là phía sau thuyền độ thế lúc này. Mười mấy tu sĩ lôi châu phi thần giọt lên giữa không trung, kích phát khí huyết toàn thân. Cảnh này khiến cho bọn họ giống như là một ngọn lửa đêm trong mắt thiên ma. Quả nhiên không khiến cho bọn họ thất vọng, mây đen trong hư không gồ lên. Không rõ có bao nhiêu thiên ma hội lại thành mây đen giọt về phía bọn họ. Thiên ma đã tới gần nhưng mà những tu sĩ lôi châu đó vẫn bất động chỉ đột nhiên quát chói tai. Tới lúc rồi. Lúc này xuất hiện vô số lòng màu vàng phía trên của văn tự cửu long lòng vàng đón gió to lớn giữa không trung sắp thành trận đạo bên trong có ly quả vô tận bay dút lên bao phủ từng đám mây đen bên trong chỉ là khu vực này vô cùng lớn ngay cả tu sĩ lô châu cũng không thể đào thoát kịp cửu long ly quả tráo sao có người thấy pháp bảo màu vàng liền thất thành hồ lớn từ ba ngàn năm trước đã nghe nói tu sĩ lô châu luyện dị bảo cỡ này nghe nói là nhằm vào thiên ma chỉ tiếc là vật này từng được đưa lên chiến trường lại phát hiện không có tác dụng lớn với thiên ma trở thành điều đáng tiếc khiến cho tu sĩ lôi châu thầm nghĩ mà hận nhưng mà lại không ai ngờ cửu long ly quả tráo lại xuất hiện trên chiến trường của trận chiến cuối cùng hiện giờ cửu long ly quả tráo đã được sửa rất nhiều lần vừa xuất ra liền sinh ly quả đang xen vào nhau lại hình thành một quả trận vô cùng lớn dày đám mây đen đang gào thét kia vào bên trong chúng tu kinh quản nhìn lại liền thấy tu sĩ lôi châu và thiên ma dây trong quả trận đều bị ly quả cắn nuốt ánh mắt của những tu sĩ lôi châu lúc sắp chết tỏa ra sự uất hận và phẫn nộ mà những thiên ma lại rống to kinh thiên động địa điên cuồng chạy trốn khắp bốn phương tám hướng lại bị cửu long ly quả tráo dây lại bên trong luyện quá từng chút một sau ba ngàn năm cũng đã chứng minh cho cái tên lôi châu luyện khí của chúng ta rồi vào lúc vô số thiên ma đều bị luyện quá phía dưới vang lên vô số tiếng cười to. Trong tiếng cười mang theo sự hãnh diện tự hào, xen lẫn có chút chua xót không rõ. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói những chuyện sầu thương này. Sau khi xác định được tác dụng của cửu long ly quả tráo, nhanh chóng của tu sĩ Lôi Châu lấy ra bảo vật giọt về khắp nơi trên thuyền đổ thế, đưa cửu long ly quả tráo vào trong tay của các tu sĩ phòng ngự khác. Không quý tưởng gì quý giá. Chiến trường là thạch thất, chiến trường cũng là thành danh sao có thể không nắm bắt cơ hội chứ? Chương 983, góc độ người chơi cờ. Ý chí không thay đổi, công phá thiên địa, xung quanh từ trên xuống dưới đều là sinh linh hắc ám và thiên ma vô tận, thuyền độ thế muốn đi tới tất nhiên là cực kỳ gian nan. Chúng tu thiên nguyên cũng không thiếu dũng khí lấy thân diệt ma cùng trí tuệ tích lũy sau vô số lần đại kiếp nạn hiện giờ thì giống như pháo hoa nở rộ trong trận chiến này. Biểu hiện ra tác dụng không giống bình thường, tăng thêm chút hy vọng trên con đường gần như tuyệt vọng. Con đường đi tuy khó, nhưng mà thuyền độ thế vẫn không dừng lại. Hơn nữa, khí quyết chúng tu trên thuyền vô tận vẫn chưa lộ ra hiện tượng thất bại. Rất nhiều chúng sinh xung quanh đều quay đầu nhìn thoáng qua bóng tối phía sau, sau đó ánh mắt nặng nề thấp giọng cười nói. Cuối cùng, bọn họ có thể chống đỡ tới lúc nào vẫn phải xem chúng ta muốn ra tay khi nào. Những bóng đèn khác nghe xong cũng trầm mặt một lúc. Dường như đối với những sinh mệnh dài dằng dặc như bọn họ, không ai nguyện ý ra tay vào lúc này. Chỉ là đã nói đến mức độ đó, thế cục cũng đã phát triển tới cục diện như bây giờ, bọn họ thật sự không thể không ra tay. Bên trong bóng đen có một nam tử thân hình cao gầy, mặc quan phục nếu toàn thân không có ma khí, thoạt nhìn rất giống như một người trong thiên địa, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Các vị đạo hữu, chúng tu kia, chỉ vì một tia hy vọng lại ngự thuyền tìm chết. Nếu chúng ta đi theo quân chủ, tạo ra hồng mông, sáng lập vạn thế, như vậy lúc này sao có thể không làm phận sự của mình chứ?" Nghe xong những lời này, những bóng đen xung quanh không vội trả lời, có rất nhiều ánh mắt nhìn về bóng tối sau lưng, dường như đang đợi đáp án của một người nào đó. Nhưng trong bóng tối vẫn yên lặng không tiếng động, cũng không có đáp án. Vì thế, nhóm người liền quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Phương Nguyên. "Vậy, ra tay chứ?" Có người hỏi nhẹ một câu, giống như không hề để ý, bên cạnh có người phụ họa. Dù vẻ là được. Trong thiên địa đột nhiên vang lên tiếng động kỳ dị, âm thanh này giống như là thiên địa chấn động tới cực hạn, tản mát ra một loại gào thét áp lực mà bén nhọn. Bên trong âm thanh chấn động này, ma vật vô tận càng thêm cuồng bạo, áp lực của thuyền độ thế mạnh lên mấy lần, giống như từng tầng mây đen che lấp mặt trời bao phủ lại đây. Nhưng trong bóng tối, ngay sau từng tầng ma vật trùng điệp, chợt xuất hiện dù số bóng đèn lao tới. Tất cả bóng đèn đều bỏ qua vị trí đầu thuyền, trái phải phân ra tiến về hai bên thuyền độ thế, thậm chí còn tiến về những nơi khác nhau trên thuyền thân hình của bọn họ quỷ dị tới cực điểm tuy rằng khí cơ mạnh mẽ có thể lưu lại dấu vết giống như nét mực trong bóng tối dày đặc nhưng mà bọn họ lại cố tình áp chế động tĩnh của mình vô cùng quỷ dị tiến về phía thuyền độ thế ở phía sau bên phải thuyền độ thế có hơn ba ngàn tiên quân ma biên đang dùng hết khí lực toàn thân để mà chống đỡ ma vật điên cuồng tiến tới lại không ngờ phía sau ma vật lại còn có sự tồn tại quỷ dị như vậy nhất thời sơ ý bị một bóng đen giọt tới trước mặt. Trong lúc đang kinh ngạc, liền bị đối phương đưa tay chụp tới. Một đám tiên quân rỗng to muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mà không ngờ thực lực của đối phương vô cùng mạnh. Lúc trưởng lực bao phủ, xung quanh chỉ còn lại một vùng lặng yên tĩnh mịch. Giao lúc này, tất cả tiên quân ma biên đều bị đóng băng tại chỗ. Một lúc sau, thân băng bỗng nhiên dở ra, quá thành một đám huyết nhục văng tung tóe. 3.000 tiên quân lại biến mất chỉ với một chưởng. Nháy mắt, thuyền độ thế to lớn trở nên trống rỗng, ma vật phía sau điên cuồng tiến vào. Mà tình huống như vậy cũng xuất hiện ở một số nơi khác trên thuyền độ thế. Vào lúc này, dù số bóng đen lặng yên tới gần thuyền độ thế, chờ cơ hội khiến cho tiên quân bị trọng thương. Đến rồi sao? Nhưng ngay lúc những bóng đen kia ra tay, trên thuyền độ thế cũng có rất nhiều người bắt đầu cảnh giác. Phương Nguyên đứng ở đầu thuyền, hai tay chấp phía sau, không hề cử động. Nhưng mà những người khác ở khắp nơi trên thuyền đổ thế đều cảm giác được loại khí cơ này. Trong chốc lát, tâm thần của bọn họ liền trở nên căng thẳng, hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng, quá thành thần quang, biến mất tại chỗ, dối vàng tiến về chỗ bóng đen đánh úp lại kia. Trong những người này có bạch hồ kiếm thủ, có nữ đế cửu trùng thiên, có bạch phát nữ tiên dông nguyên thành, có đạo chủ dông tình đảo bác quan thành chủ khổ hải dân chủ cũng có thiên ma tôn đại tự tại cùng với đám người quân sư tôn thập thiên ma quân trận đại chiến vừa rồi tuy rằng bọn họ đều ra tay nhưng mà vẫn có chút nhẹ nhàng bọn họ cũng biết đối thủ thật sự của mình vẫn chưa tới đó chính là sinh linh hồng móng sao đạo chủ đông hoặc sơn không vội vàng nên đón địch nhân mà lại hỏi phương nguyên đang đứng ở đầu thuyền phương nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói bọn họ sinh ra từ bên trong thiên ma được điểm hóa linh tính thậm chí còn có trí nhớ và thần thông pháp tắc của tu sĩ thiên nguyên qua ám thần thông trời sinh là có thể từng bước tu hành trong ba ngàn năm nay đế hư vẫn luôn cố gắng tạo ra nhiều sinh linh hồng mông cố gắng tăng thực lực cho bọn họ thậm chí không để cho bọn họ đối mặt với ta có thể thấy hắn rất coi trọng họ Đối với ta, cho dù trốn trong bóng đêm là người nào có lẽ cũng không khó giải quyết như những sinh linh này. Chí tôn tà hoàng cũng không dội giả, chỉ ôm đau lạnh nhạt nói. Nói cách khác vẫn có giá trị để chúng ta ra tay. Phương Nguyên nói, giá trị rất cao, có thể định ra thắng bại đấy. Chí tôn tà hoàng không nhiều lời nữa, xoay người ôm đau rời đi, tự theo đuổi đối thủ của mình. Đạo chủ Đông Hoạt Sơn trầm mặt một lát, sau đó thi lễ với Phương Nguyên cũng nhanh chóng xoay người rời đi nhưng cũng vào lúc này bỗng nhiên phương nguyên gọi hắn tới ngươi đợi một chút lúc nói chuyện phương nguyên mở bàn tay ra bên trong lòng bàn tay có một thần sơn nho nhỏ, nhỏ tản mát ra tiên quẩn vô tận giống như là có thể trấn trụ thiên địa càng khôn bảo vật này vừa xuất hiện đã khiến cho pháp tắc xung quanh thiên địa nhảy mắt động lại đạo chủ đông hoàng sơn không biết lai lịch của bảo vật này nhưng có thể nhìn ra nó là vật phi phạm có lẽ đây là một trong những pháp bảo tiên phẩm cao nhất trong thiên địa. Đây là giảng sinh thần sơn, chính là một trong tam đại dị bảo năm đó tiên đế sử dụng giống như đế tỷ nhân gian. Phương Nguyên nhấc tay đưa giảng sinh thần sơn cho đạo chủ Đông Hoàng Sơn. Ánh mắt đạo chủ Đông Hoàng Sơn trịnh trọng cầm nó trong tay. Khoảnh khắc tiên bảo rơi vào trong tay, thân hình của hắn bỗng dưng nặng nề, dường như không thể cầm được. Nhưng mà dù sao tu di quán cũng bất phàm, cắn răng chịu đựng vẫn có thể tiếp nhận bảo vật này thông qua đó hắn mơ hồ có thể chạm tới cảnh giới rất cao cho dù là thần thông vận chuyển hay khả năng nhìn thấu hư không đều mạnh hơn rất nhiều đạo chủ đông hoàng sơn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương nguyên phương nguyên bình tĩnh nói không được thua hai tay của đạo chủ đông hoàng sơn nắm lấy giảng sinh thần sơn sau đó nâng bằng một tay chậm rãi gật đầu với phương nguyên hắn nói sẽ không thua vừa dứt lời, liền hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía sau thuyền độ thế. Phương Nguyên một mình khoanh tay đứng phía trước mũi thuyền, dương mắt nhìn về phía Hắc Ám Vô Tận. Theo thiên nhân quan hoặc là vị trí lúc trước của Thiên Ngoại Thiên, đường đi tới Thái Hoàng Thiên vô cùng xa xôi. Thái Hoàng Thiên ở trong vị trí trung tâm nhất của 33 tầng trời, Thiên Nhân Quan cũng bị dây trong vị trí cận biên nhất của 33 tầng trời một đường chém giết về phía Thái Hoàng Thiên ít nhất là phải xuyên qua năm dùng thiên địa hiện giờ sau khi chinh chiến một hồi lâu cũng chỉ mới đi qua một thiên địa mà thôi cứ trực tiếp cứng đối cứng chém giết về phía Thái Hoàng Thiên khác với lúc trước hắn một mình trấn thủ thiên nhân quang lúc trước bởi vì độc thủ thiên nhân quang cho nên có mọi người canh giữ chỉ cần hắn canh giữ ở phía trước thiên nhân quang sinh linh hắc ám rất khó có thể vượt qua lôi trì nhưng hôm nay thế công đã nghịch chuyển, bọn họ trở thành người tấn công. Điều này khiến cho bọn họ dường như trực diện đón nhận áp lực của 33 tầng trời. Áp lực này rất lớn, nhưng mà còn lựa chọn nào khác sao chứ? Hắn biết đế hư nhất định lạnh lùng nhìn mình phía sau hắc ám vô tầng kia. 3.000 năm nay, đế hư liều mạng làm phép ra nhiều sinh linh hồng ông, giúp thực lực của hắn tăng lên. Nhưng mà 3.000 năm trước, chính hắn cũng giúp đồng đạo thiên nguyên có cơ hội lớn dần lên thông qua lục đạo luân hồi đại trận đưa tiên điển quay về thiên nguyên thậm chí còn đưa ra những tiên điển khác nhau đối với những nhân vật đặc thù điều hy vọng bọn họ có thể lớn dần lên trong ba ngàn năm muốn bọn họ phát triển dần với tốc độ cao như bây giờ cũng là vì một trận chiến này hiện giờ một trận chiến này đã được xảy ra hắn và đế hư đều có chuẩn bị cũng đã tới lúc phải gặp nhau bọn họ có thể thắng không Phương Nguyên không nắm chắc được, hầu như những người có khả năng chống lại những sinh linh hồng mông này đều là cố nhân của hắn ở Thiên Nguyên. Ngay từ đầu, bản thân đã chuẩn bị để bọn họ đi nghênh chiến những đối thủ nguy hiểm này nhất. Đây đương nhiên là một chuyện không tốt, nhưng vào một thời điểm nào đó, bản thân lại phải đứng trên góc độ một người chơi cờ. Các bạn vừa nghe xong tập 206 Đại Kiếp Chủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt